Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay do ảnh hưởng của rãnh thấp nên khu vực Bắc Bộ là trời nhiều mây và có mưa rông trên diện rộng. Nhiều nơi thì có mưa vừa, mưa to. Thời tiết thì không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, rãnh áp thấp gây mưa sẽ hoạt động yếu dần, do đó mưa ở Bắc Bộ sẽ giảm và nhiệt độ có xuống là tăng dần. Tuy nhiên thì thời tiết vẫn duy trì trạng thái là mát mẻ với mức nhiệt trong ngày không vượt quá là 33 độ xuôi xuống khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế thì tại đây thời tiết có phần bớt đóng bức hơn so với những ngày qua. Riêng các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An do cũng chịu ảnh hưởng của rãnh thấp nên trời nhiều mây và có mưa. Với các tỉnh thành còn lại của khu vực thì thời tiết là duy trì mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối chỉ có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay trên toàn khu vực dao động là từ 26 cho tới 29 độ. Cao nhất ngày mai phổ biến là từ 33 cho tới 36 độ, có nơi thì trên 36 độ chuyển xuống các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thì chủ yếu bị ảnh hưởng bởi dòng gió tây khô nóng nên thời tiết trong 24 giờ tới sẽ tiếp tục là ít mưa, ngày nắng nóng. Khu vực nắng nóng diễn ra gay gắt sẽ kéo dài từ Đà Nẵng trở vào cho đến tận là Phú Yên. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay là từ 27 cho tới 30 độ và cao nhất trưa mai đạt mức là từ 35 cho tới 38 độ. Trong tiết trời ít mưa thì đến với Quảng Ngãi thời điểm này, quý vị có thể ghé tham quan là gành hiến một thắng cảnh hoang sơ thuộc vùng biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Đến với nơi này, quý vị và các bạn sẽ bị hấp dẫn bởi hình ảnh những khối đá tự nhiên chạy dài từ đất liền ra biển, xếp chồng lên nhau tạo thành bức thành lũy vững chắc. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể là bắt gặp những khối đá đa dạng hình thù trông rất là đẹp mắt. Xin được quay trở lại với thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, danh thấp này tiếp tục bị nén về phía nam, kết hợp với gió mùa Tây Nam đang trong thời kỳ là hoạt động mạnh, nên tại đây, khu vực này sẽ vẫn sẽ có mưa trên diện rộng, có nơi thì có mưa vừa và rông. Trong cơn rông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời gian mưa chủ yếu vào lúc chiều tối, ban đêm thì ít mưa, ngày giảm mây và có nắng. Tiếp theo xin được mời quý vị và các bạn đến với những dự báo chi tiết cho các điểm du lịch trên cả nước. Thưa quý vị, tại khu vực vùng núi Tây Bắc thì trời vẫn còn nhiều mây, có mưa rào và có nơi có rông. Sapa nhiệt độ duy trì ở mức là từ 19 cho tới 24 độ. Tại thành phố Tam Đảo, nhiệt độ trong ngày giao động là từ 22 cho tới 27 độ. Và ở nhiệt điện biên thì nhiệt độ phổ biến là từ 23 cho tới 32 độ. Sang đến khu vực phía Đông Bắc Bộ thì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông. Tại Hà Giang, Vịnh Hạ Long và thành phố Hải Phòng thì thời tiết là chưa thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Do có mưa nên nhiệt độ khu vực duy trì ở mức là mát mẻ và dễ chịu, thấp nhất vào khoảng là từ 26 độ và cao nhất đạt mức là từ 32 cho tới 33 độ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với các điểm du lịch Bắc Trung Bộ như là Sầm Sơn. Trời vẫn còn có mưa thì nhiệt độ trong ngày dao động là từ 27 cho tới 33 độ, độ ẩm là 70%. Phong Nha kẻ bảng vào thành phố Huế thì trời hầu như là không mưa, ngày nắng nóng và khô hanh với nền nhiệt độ duy trì ở mức cao là từ 36 cho tới 37 độ. Trong khi độ ẩm chỉ khoảng từ 50 đến 55%. Thời tiết khu vực trung trung bộ thì ít có sự biến đổi, Đà Nẵng và Hội An thì đêm không mưa, ngày nắng nóng, thời tiết thì diễn ra oi bức cả ngày lẫn đêm, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 28 cho tới 29 độ và cao nhất là từ 37 cho tới 38 độ, độ ẩm là 50%. Với Bà Na thì thời tiết có phần dễ chịu hơn, trời không mưa, ngày nắng, nhiệt độ ở vào khoảng là từ 24 cho tới 31 độ. Dọc theo vùng ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì thời tiết khá ổn định nên thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển. Nha Trang và Mũi Né thì không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng là từ 26 cho tới 28 độ, cao nhất duy trì ở mức là từ 33 cho tới 34 độ. Với thành phố Vũng Tàu thì ngày nắng, trưa chiều thì có mưa rào và rông, nhiệt độ giao động trong khoảng là từ 26 cho tới 32 độ. Với các điểm du lịch vùng cao Tây Nguyên thì trời nhiều mây, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và rông, ngày có lúc là giảm mây, trời nắng. Với Pleiku và Buôn Ma Thuật thì nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho tới 22 độ, cao nhất là từ 28 cho tới 30 độ. Ở Đà Lạt thì nhiệt độ duy trì ở mức là từ 16 cho tới 24 độ. Với khu vực Nam Bộ thì mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai thì có mưa rào và rông, sáng và trưa thì có lúc giảm mây, trời nắng nếu có ý định đi tham quan các điểm du lịch trong vùng thì quý vị và các bạn nên tránh tranh thủ đi vào buổi sáng vì lúc này trời phổ biến là ít mưa. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với hai điểm du lịch biển đảo phía Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại Côn Đảo và Phú Quốc thì thời tiết đang trong trạng thái là khá xấu, trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ trong ngày đều dao động trong khoảng là từ 26 cho tới 31 độ. Riêng tại vùng biển Côn Đảo thì biển động do đới gió Tây Nam đang hoạt động mạnh nên không thuận lợi cho việc lưu thông của tàu thuyền du lịch cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết du lịch của đài truyền hình kỹ thuật số vtc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại